Riot Games bất ngờ hé lộ thêm thông tin liên quan đến liên minh huyền thoại, tốc chiến, khiến game thủ vui mừng. Sau một khoảng thời gian chờ đợi khá dài thì Riot Games mới đây cũng đã chính thức tung ra một đoạn video clip vô cùng bất ngờ để nói về những thông tin liên quan đến bom tấn MOBA trên điện thoại di động. Liên minh huyền thoại, tốc chiến, không phải là một video gameplay như mọi người vẫn nghĩ, nhưng với những thông tin mà Riot Games đưa ra cũng khiến cho không ít người chơi cảm thấy vui mừng. Khi biết rằng đội ngũ của Riot vẫn liên tục làm việc để có thể đưa liên minh huyền thoại, tốc chiến đến gần hơn với cộng đồng game thủ. Theo đó, trong đoạn video clip này đã nói về quá trình phát triển cũng như là hoàn thiện bể tướng của liên minh huyền thoại tốc chiến. Một số vị tướng sẽ vẫn được giữ nguyên cơ chế chiến đấu tương tự như trên bản PC như Orianna, Navi hay Zeke. Tuy nhiên, vì phải chơi game trên nền điện thoại di động nên một số vị tướng sẽ có một ít thay đổi về cơ chế chiêu thức để có thể sử dụng dễ dàng hơn trên nền tảng này. Điển hình như là vị tướng Vayne có thể kích hoạt chiêu 2 để tăng tốc độ đánh. Tiếp đến thì có những vị tướng như Annie hay Miss Fortune sẽ được điều chỉnh một ít về cách định hướng chiêu thức để giúp game thủ có thể thực hiện combat trên nền tảng di động một cách dễ dàng hơn. Đây là điều được Riot Games nhấn mạnh liên tục với mong muốn giúp cho những game thủ kỳ cựu của Liên minh huyền thoại hay những người chơi mới có thể làm quen với Liên minh huyền thoại tốc chiến nhanh chóng. Tuy nhiên, điều mà game thủ mong muốn được biết nhất hiện tại đó chính là thời điểm mà Liên minh huyền thoại tốc chiến sẽ chính thức ra mắt, nhưng điều này lại không được Riot Games nhắc đến. Thay vào đó thì Riot Games đã nhắn nhủ với game thủ rằng hãy luôn theo dõi những cập nhật mới nhất về Liên minh huyền thoại tốc chiến và không nên tải những phần mềm trôi nổi trên mạng. Lời cuối cùng của Riot Games trong video này đó chính là những thông tin mới nhất của Liên minh huyền thoại tốc chiến sẽ được thông báo vào cuối năm 2020. Với những gì mà Riot Games cung cấp thì có lẽ phải cho đến cuối năm 2020 thì game thủ mới có thể được chạm tay vào phiên bản chính thức của Liên minh huyền thoại tốc chiến. Nhưng vẫn chưa có bất kỳ thứ gì chắc chắn cả, bởi đấu trường chân lý mobile vẫn được tung ra một cách vô cùng bất ngờ mới đây vậy. Vì vậy, hãy cùng chờ đợi những thông tin mới nhất về Liên minh huyền thoại tốc chiến trong thời gian tới nhé. Where are you going, man? Guys, I'm fucking with this is man. That's he's gonna want to run through that. Mm-hmm. Or my yep. Oh boy, we're stroking, baby!
clean. Oh, hello, hello. Hello, Francis? Hello, Amir? Hello, Penta? Wow, that was so easy. That damage is insanely high. No, kick his ass. I'm gonna go. I'm speed me, asshole. Don't do that. Don't do that, you idiot. Oh, wait. How heavy is that? Light work and the pace on the track on my feet in the back. Like I'm taking a slap. I need to drink pretty straight from the tile. And I'm hating the slack. Couple maps all around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the fight. From the front all the way to the back.